Thật ra tay nghề làm mì trứng chiên của tôi không bị sa sút. Chẳng qua tôi chỉ muốn nấu cho người của tôi yêu ăn. Lúc đó chắc chắn sẽ rất ngon. Dạ Bảo, em có hiểu anh nói gì không? Anh nói tới nói lui chỉ để khen bản thân nấu mì rất ngon. Không phải. Em có hiểu anh đang nói gì không? Được rồi, mì anh nấu rất ngon chứ gì, đương nhiên phải ăn hết rồi được không? Không phải là rất ngon, là tức là anh biết anh nấu tô mì này cho em ăn chắc chắn là sẽ rất... Em có hiểu anh đang nói gì không vậy? Em cảm thấy tô mì này từ nay không nên đưa vào thực đơn để bán đâu. Sao vậy? Mì trứng chiên mà. Thì anh nói tô mì này muốn nấu ngon á thì nhất định phải nấu cho người anh yêu ăn mới thấy ngon mà. Tức là chỉ có thể làm cho một người ăn mà thôi, những người khác thì không thể ăn được. Em muốn anh từ nay chỉ nấu cho một mình em ăn thôi. Từ nay tô mì này đặt tên mì bạn gái, bạn trai, chỉ có thể nấu cho bạn gái ăn mà thôi. Có nghe rõ chưa, lão khùng? Em có đói không? Anh làm thêm một tô nữa cho em ăn. Không ăn đâu, anh muốn dỗ béo em hả? Ngày mai mới ăn đi. Bạn trai. Tuân lệnh. Bạn gái.